Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Đông Triều tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã. Ngay sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 từ cuối tháng 1 năm 2021, thị xã Đông Triều đã nhanh chóng kích hoạt các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất, phong tỏa tạm thời 14 xã phường trên địa bàn. Toàn thị xã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 29 tháng 1. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai dập dịch theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ, từ ngày 9 tháng 2, thị xã Đông Triều không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, ổ dịch được khóa chặt, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân. Sau hơn 2 tháng chiến đấu với giặc COVID-19, thị xã Đông Triều thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2021 và phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2022. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều đã được địa phương biểu dương khen thưởng.